trong cái mùa chấm thi Guitar Festival ở Nhạc Viện, chấm thi rất là nhiều buổi, rất là bận rộn và rất là mệt. Nhưng mà vì nghe cái đề tài là được quay trên một cái đồi cát rất là đẹp, cho nên mình nhận lời ngay. Đây là lần đầu tiên mình tham gia một cái chương trình rất là dễ thương như vậy. Cái bàn chân mình nó được dẫm trên từng cái hạt cát. Thông qua tiếng đàn, mình muốn truyền tải âm nhạc cổ điển thật sự đến quý khán giả. Thì ở trong cái phần hình ảnh của bài Hòa Tấu năm nay á, ba nhạc công mặc áo đầm trắng thướt tha trên cát, thì mình muốn khắc họa cái mối quan hệ giữa người với xe với một cái chủ đề gọi là vũ điệu trên cát, ở trong một cái không gian mà nó rất là đậm chất off-road, đó là lửa trại. Ba, hai, một, kêu đi. Đúng rồi. Theo đạo diễn á, thì là nhảy một điệu van ở trên cát, thì mình cũng rất là ngạc nhiên, off-road mà lại nhảy van. Thực ra thì hai anh em cũng thử, nhưng mà không thể nhảy như vậy được. Cả hai anh em đều không phải là dân nhảy, thì cuối cùng hai anh em mới nói là thôi mình không cần phải làm giống vậy nữa, và thống nhất với đạo diễn là mình sẽ nhảy theo cái kiểu của mình. Thì cứ mỗi lần sau thì anh em hiểu hơn một chút, nắm nhịp hơn một chút, và nó ra một cách tốt hơn ở trong những cái lần quay cuối. Thì đúng một cái kỷ niệm, một cái trải nghiệm đáng nhớ của hai anh em. Có thể đôi vũ công đặc biệt, biên tập viên Thế Mẫn và biên tập viên Mai Anh chưa thể có được những bước nhảy lả lướt như những vũ công chuyên nghiệp, nhưng vẫn hòa quyện trên nền nhạc sâu lắng, du dương của bản giao hưởng mọi thời đại, Canon của Johann Pachelbel qua tiếng đàn violon, guitar và flute. Đối lập với phong cách cổ điển sâu lắng, là MV thứ hai cũng là ca khúc chủ đề Sức Mạnh Trong Ta, một sáng tác của nhạc sĩ Khúc Đạo Minh, được hòa âm phối khí mới qua giọng hát của ca sĩ Đông Hùng. Sức Mạnh Trong Ta thể hiện sự dũng mãnh của đoàn xe đua địa hình được bấm máy từ buổi sáng sớm đến giữa trưa, khắc họa rõ nét tinh thần off-road, tinh thần vượt mọi khó khăn của những chiến binh. Âm nhạc luôn là điều kỳ diệu trong cuộc sống. Những thước phim đẹp càng giúp cho âm nhạc thăng hoa và dễ dàng đi vào lòng người thưởng thức. Hy vọng các tay đua sẽ nhìn thấy hình ảnh của chính mình. Các khán giả sẽ dành thật nhiều tình cảm cho hai MV được ra mắt vào tuần cuối cùng của tháng 11 này. Sẵn sàng chinh phục thử thách mới. Cùng lắng nghe câu chuyện của họ. Được đua trên cái đường này thì không có gì trải nghiệm hay hơn. Và khám phá những điều đặc biệt nhất với bầu trắng HTV Challenge Cup 2023. Tất cả sẽ có trong chương trình Chiến binh địa hình.